Người đàn ông này thảm quá, mỗi ngày đều bị 7 tên sát thủ truy sát, khiến anh ta còn khổ hơn là chết. Chính là nỗi đau khi đạn xuyên người, may mà anh ta có thể hồi sinh vô hạn. Đây là lần hồi sinh thứ 139 của anh ta. Tỉnh dậy, cúi đầu tránh dao, ngồi dậy, đi giày tránh dao, đứng dậy cúi người tránh dao. Mỗi nhát dao của sát thủ, thời gian phương hướng đều quen thuộc. Đoán định được suy nghĩ của đối phương, dễ dàng tránh được. Chỉ bằng mấy chiêu cơ bản thì anh ta đã chặn được con dao, còn đánh cho sát thủ đầu quay mỏng mỏng. Roi đành tự rót cho mình ly cà phê, uống từng ngụm nhỏ, đợi khi sát thủ đứng dậy thì hất cà phê vào mặt hắn. Tiếp đó lại đến trực thăng chở đầy vũ khí, trực thăng này lại xuất hiện sát thủ thứ hai. Roi đã trốn sau tủ, viên đạn đầu tiên giết chết tên sát thủ thứ nhất. 6 giây sau, lại thêm hỏa lực tiếp sức, Roi có thể chui ra, một dao cắm trúng đầu sát thủ bị xử lý. Roi bắt đầu rời đi, những viên đạn lần lượt bắn về phía trước, vì thế anh có thể đi theo đường đạn. Bây giờ anh không biết tại sao mình bị truy sát, anh chỉ biết trực thăng 6 giây sau sẽ xông vào, một quả bom 20 giây sau sẽ rơi xuống. Quan trọng nhất là trực thăng 18 giây nữa phát nổ, nhanh chóng nhảy lầu, vừa hay anh rơi vào xe rác. Bạn có thể không biết, trước đây có 22 lần anh không rơi vào đây, có một lần anh bị xe cán, trở thành bánh thịt, quá thảm. Tiếp đó anh cướp xe ô tô, dù gì cũng hồi sinh vô hạn, anh mặc kệ đạo đức. Tài xế bị cướp xe lần nào cũng nói, anh ta muốn cướp xe tôi, nhưng không ai đến cứu anh ta. Sau đó Roi còn lấy luôn cái kính. Sát thủ thứ ba xuất hiện là một đôi chị em là thần cướp súng, Roi nhanh chóng bỏ chạy. Ở lần hồi sinh thứ 79, chỉ chậm một chút, anh đã bị xe buýt tông chết, cho nên lần sau nhanh hơn lần trước. Nhưng dù thế, anh vẫn không thoát khỏi cặp chị em kia. Anh đành gia tăng tốc độ mới dụ được hai chị em đến một nơi, sau đó thì xử lý họ. Dù đã xử được sát thủ thứ ba, nhưng sát thủ thứ tư cũng sẽ xuất hiện bất ngờ, sau đó thiêu cháy Roi. Tiếp theo còn sát thủ giống Roi như đúc. Tên sát thủ thứ 6 bắt đầu ra tay, mỗi một cửa anh đều bị giết người mấy lần mới thuận lợi phản đòn sát thủ. Cái đao của cô này bén quá, mỗi lần đều khiến bạn dùng mình, cho Roi mất đầu. Mỗi lần hồi sinh khiến Roi đã quen với cuộc sống này, tránh được sự truy sát của sát thủ. Anh đều đến quán rượu, sau đó đòi ông chủ đưa loại rượu Trung Quốc ngon nhất để điều chỉnh tâm trạng của mình. Thực ra anh từng cố phản kháng, nhưng sát thủ quá nhanh quá nguy hiểm. Trước giờ anh không sống qua 24 giờ, cho nên anh từ bỏ phản kháng. Thực ra Roi có thể đoán ra ai đã đưa anh vào vòng lặp vô tận này, có lẽ là vợ cũ. Vợ cũ của anh là nhà vật lý học tài năng. Hôm qua anh đến phòng thí nghiệm của cô, vợ cũ có vẻ rất hốt hoảng, mong anh giúp đỡ, lại không nói anh cần làm gì. Chỉ nhân lúc anh không chú ý, cắt một đoạn tóc của anh, sau đó hy vọng anh đừng suy sụp nữa, phải nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần. Roi vốn là đặc công, sau khi xuất ngũ không biết làm gì, chỉ muốn ăn chơi, vợ cũ mới ly hôn với anh. Nhưng giờ không biết vì sao vợ cũ lại cho anh một cơ hội hồi sinh vô thời hạn. Roi từng gọi cho vợ cũ, nhưng người nghe lại là ông chủ của anh. Ông chủ nói vợ cũ đã chết, người tiếp theo là anh, xem ra chủng cuối chính là ông chủ. Đỉnh nhất vẫn là móc câu này, trong phút chốc xuyên người Roi, một tiếng xuyên tâm, móc câu móc được vào người Roi, sát thủ lái xe kéo anh theo. Tổng kết lại, trước nay anh chưa từng sống quá 12 giờ 47 phút. Cho đến lần hồi sinh thứ 145, Roi trốn trong căn hầm dưới lòng đất. Chính lần này, anh vô tình nhìn thấy con trai. Roi không phải người cha tốt, đã lâu không gặp con trai, trong lòng thấy nhói nên đã nói chuyện với con trai, muốn mua cho con trai gì đó ngon ngon. Nhưng ở cửa vào, anh đột nhiên thấy thời gian đã là 12 giờ 50, lần này là lần anh sống lâu nhất, khiến Roi vô cùng hoang mang. Anh vừa xuống lầu 1 của tầng hầm, thì bên dưới không có tín hiệu, trên người anh có định vị, nghĩ đến đây, sát thủ từng tên xuất hiện. Phản ứng đầu tiên của Roi là chạy, nhưng lần này vì bảo vệ con trai, nên anh đã bị trúng đạn. Trước khi chết, Roi nhìn con trai, đôi mắt cậu hoảng sợ, bi thương, còn có yêu thương, khiến Roi rất hạnh phúc. Anh hy vọng đây là lần chết cuối cùng của mình. Muốn thay đổi số phận, anh bắt lấy sát thủ, hỏi tại sao anh ta biết vị trí của mình. Tên sát thủ cứng miệng, đến chết công khai. Roi đành tự đi tìm, nhưng không ai trả lời được, đến anh là ai cũng không ai biết. Anh lại đi hỏi bạn thân là bảo vệ, hỏi nếu nhét máy định vị vào người, thì chỗ nào hợp lý nhất. Bạn thân nói ở trong răng. Roi đột nhiên nhớ đến, tối đó anh gặp một cô gái, cô ta là nha sĩ. Trong quá trình hẹn hò, anh bị lôi đến phòng khám làm răng. Roi chui vào nhà vệ sinh, nhổ từng cái răng ra, sau đó ngậm một ngụm rượu, đau đớn vô cùng. Anh cuối cùng tìm được cái răng gắn định vị, anh cũng hôn mê luôn. Mỗi ngày tỉnh dậy, cái răng đó đều ở bên cạnh, rõ ràng có thể truy hỏi dấu vết cái răng. Dù gì bắt đầu từ hôm đó, Roi có thể xác định phương hướng của sát thủ. Anh nhổ răng ra, dùng cách thức chuyên nghiệp dụ sát thủ, sau đó xử lý từng kẻ. Tên sát thủ râu rậm cũng bị cho vào bẫy, dùng cùng một cách để giết chết. Giết chết hết sát thủ, tiếp theo đến ông chủ. Ông chủ đang ở phòng thí nghiệm, lần đầu đến ải ông chủ, Roi đạp chân ga xông vào, kết quả đâm vào tường, chết vì tai nạn xe. Lần hai qua ải ông chủ, Roi phi xe qua, có mấy tên bảo vệ đang trực sẵn,
nhưng Joy không ở trong xe. Anh dùng bom tự chế, khiến chúng bay màu. Nhưng không ngờ, bảo vệ xuất hiện bên cạnh. Được lại thêm lần ba qua ải ông chủ, Joy giết tên sát thủ giống mình. Cải trang thành hắn, dùng thân phận hắn lẻn vào đây, thuận lợi vào trong, lên tầng cao nhất. Rất nhiều binh lính kêu Joy quạt thẻ. Joy vừa quạt, phát hiện mình không có quyền hạn, sau đó anh bị giết. Lần bốn qua ải ông chủ, anh đến thang máy, giết chết một binh lính. Từ thang máy bước ra, bên ngoài toàn bảo vệ cầm súng bắn anh. Joy hồi hộp tự bắn mình, bảo vệ đều kinh ngạc, tên này bị điên sao. Lần thứ 5, Joy giết hết lính, phát hiện trong thang máy có camera, khó trách bên ngoài nhiều lính đang nhắm bắn anh. Lần thứ 6, Joy đã sớm cải trang thành lính, không bị camera phát hiện. Joy đến chỗ ông chủ, lại thấy sát thủ đứng đợi sẵn. Joy lấy súng, cô ta lấy đao, rõ ràng kẻ thắng là ai. Không ngờ, sát thủ kia quá nhanh, Joy bắn không trúng. Súng bị cô ta chặt đứt, sau đó chặt đầu Joy. Lần hồi sinh thứ 152, Joy tìm được súng trường, bắn liên tiếp vào sát thủ, nhưng đều bị cô ta tránh được, lại bị cô ta đùa giỡn. Lần hồi sinh thứ 153, Joy cầm theo súng nhưng không bắn trúng, còn mất đầu. Xem ra súng không có tác dụng, chỉ đành học đao kiếm của Trung Quốc. Joy mỗi lần đều gặp cô ta, đều bị cô ta chặt đầu, anh cuối cùng cũng nếm sự lợi hại của đao. Vì thế Joy đi tìm một thầy dạy võ, xin cô dạy mình kiếm thuật. Cô ấy chỉ còn một ngày ở lại đây, nhưng đối với Joy hồi sinh vô hạn, lại là vô số ngày. Lần hồi sinh 158, hai người coi tay như đao, vừa bắt đầu Joy bị cô ấy đánh bị thương khắp người. Lần thứ 161, có căn cơ, hai người thách đấu, Joy vẫn bị bầm dập. Dưới sự chỉ dạy nhiệt tình, Joy dần hiểu được kiếm pháp, có thể dùng kiếm gỗ. Lần thứ 174, anh đã tiếp được vài chiêu của thầy. Lần thứ 198, anh đã quyết đấu bằng đao thật, sau 7 chiêu, anh đánh bại được thầy. Kiếm thuật đạt đỉnh cao, sau đó anh đi tìm ông chủ, lại gặp sát thủ, anh bỏ súng xuống, không đánh tay không, mà lấy thanh đao bên cạnh. Cuộc chiến bắt đầu, sát thủ bay về phía anh, nhưng Joy vững như sơn, tránh được hai đao, cắt đứt được sợi tóc của sát thủ. Bị chặt đầu mấy chục lần, Joy đã tìm được cảm giác. Khi hai người quyết đấu, Joy đã dùng một tay để quyết đấu với sát thủ. Một tay giấu sau lưng, anh đã đạt tới cảnh giới hợp nhất với kiếm, người là kiếm, kiếm là người. Lần này, sát thủ đã không được mượt như trước, bị anh chĩa kiếm vào họng. Dù cô ta tránh được đao của anh, thì cũng không thoát được mãi. Lại thêm sát thủ nữa, khiến sát thủ chết minh bạch. Sau cùng ông chủ xuất hiện, một tên bảo vệ hơn 100 cân chắn đường, sau đó bị trúng kế của Joy, một đao xuyên đầu. Ông chủ là ông chú tóc bạc, không biết đánh nhau, nhanh chóng bị Joy khống chế. Lúc đau đớn, hắn đã hiểu sao Joy mạnh như thế. Rõ ràng là trò vợ cũ tạo ra, trước khi chết, cô khởi động kỹ năng mạnh nhất của ông chủ, kỹ thuật khởi động vô hạn. Kỹ thuật này vốn để hắn thống trị thế giới, nhưng để ngăn hắn, vợ cũ đã cho Joy làm chuột bạch. Ông chủ bại trận, vẻ mặt hung ác, nói tao đã phái sát thủ đi giết con trai mày, mày không cứu được nó đâu. Joy điên cuồng giết chết ông chủ, lái xe đi cứu con, nhưng vẫn muộn, con trai đã bị giết chết. Hóa ra bao lần hồi sinh, anh đều không cứu được con trai. Joy tan nát, người cha như anh lại thất bại như thế. Chính lúc này, một trận bom nổ, hóa ra là thiết bị khởi động kia. Vì bị chấn động lớn, cả thành phố bị tàn phá. Khi Joy tỉnh dậy lần nữa, anh đã tuyệt vọng về mình. Mỗi một giây trong cuộc đời anh đều gây ra thảm họa hôm nay, đều là lỗi của anh. Vì thế anh không phản kháng, để tên sát thủ đầu tiên giết anh. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, chém đầu, bóp cổ, chết như thế, hồi sinh, để bản thân mình nhận trừng phạt. Cho đến một lần, Joy đột nhiên đứng dậy, anh muốn bù đắp, muốn nói chuyện với vợ cũ. Vì thế anh đưa con trai về bên cạnh, nói chuyện với con, chơi điện tử, mua đồ ăn, đợi thành phố nổ tung, anh chơi với con một ngày. Dần dần, anh hiểu được con trai, dần dần cảm thấy vui vẻ khi bên con, dần dần hiểu được cách làm cha. Cho đến hôm đó, con trai nói với Joy, sáng nay vợ cũ gọi điện cho anh. Joy mới hiểu ra, hóa ra vợ cũ vẫn sống vào lúc sáng sớm, anh có thể cứu cô. Anh đến căn cứ của ông chủ, giết chết ông ta và phá hủy thí nghiệm. Từ camera thấy được, họ đã giết vợ cũ lúc 7 giờ 14 phút. Mỗi ngày 7 giờ dậy, chính là anh có 14 phút cứu vợ. Khi Joy hồi sinh lần nữa, anh tranh thủ từng giây, nhảy lên trực thăng, nói phi công bay đến chỗ ông chủ. 7 giờ 10 phút tới nơi, 7 giờ 12 phút dùng bom giết hết sát thủ, thêm 2 phút giết sạc bọn chúng, đến được phòng thí nghiệm, trước khi ông chủ giết vợ cũ, thì giết ông chủ trước. Joy thành công, cứu được vợ cũ, đánh bại ông chủ, cứu được thế giới. Vợ cũ ôm Joy vào lòng, cô nói em biết anh sẽ thành công. Nhưng họ vui mừng quá sớm, vì chưa cứu xong thế giới, thiết bị kia vẫn nổ. Muốn ngăn được vụ nổ, Joy phải vào trong thiết bị, hòa cùng với nó thì thời gian mới trở về bình thường. Nhưng anh sẽ ra sao, anh không biết. Chỉ cần bảo vệ được vợ con, dù cho phải làm gì, anh cũng cố làm cho được, vì anh nợ họ quá nhiều. Cách bù đắp duy nhất
chính là để họ sống bình an, anh sẽ nhận trách nhiệm này. Sau cùng, anh bước vào trong đó, dù cho tỉnh lại hay không, dù cho ngày mai không giống hôm qua, dù con người không có cơ hội thứ hai. Anh đã sống lại nhiều lần, nhưng mỗi lần đều vô ích, chỉ có lần này, anh tìm được ý nghĩa sống. Phim tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.